Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Alimia Chine. Trong tập 22 phần 7 của Tiêu Viêm Đại Chiến Hồn Tộc, Tiêu Viêm đã trình bày về thông linh tộc Bắc của Nguyên nghe chưa? Khiến các trưởng lão không giấu được ngạc nhiên, họ đã bóp nát câu trả đá trên tay. Chuyển sang tập 23 phần 7 của Tiêu Viêm Đại Chiến Hồn Tộc, cô Nguyên bất ngờ với thông linh tộc. Tiêu Viêm giải thích hồn tộc có dị hỏa hư vô thôn viêm. Cô Nguyên cho biết ông và hư vô thôn viêm trong quá khứ bị thương, nhưng hư vô thôn viêm đã chạy được đi chữa thương. Tiêu Viêm nhìn Dược Linh bắt đầu trình bày. Dược Linh kể sơ qua về chuyện hư vô thôn viêm đã điều khiển thôn linh tộc giết dược tộc. Một trưởng lão của tộc không hiểu vì sao hư vô thôn viêm có thể điều khiển thôn linh tộc. Do đó Tiêu Viêm xin cổ Nguyên hãy nói sơ qua về thôn linh tộc. Cô Nguyên giải thích, thôn linh tộc là một tộc thời viễn cổ. Sách cổ từng ghi chép lại lịch sử là thôn linh tộc từng đi ăn hết toàn bộ số người trên đại lục. Do để muốn duy trì huyết mạch đấu đế của mình không bị suy tàn, mà thôn linh tộc có một khả năng đặc biệt, đó chính là hút huyết mạch đấu đế của các tộc viễn cổ để bổ sung huyết mạch đấu đế cho mình. Vì vậy các tộc viễn cổ đã tạo thành một liên quân giết thôn linh tộc. Dù thời đó thôn linh tộc mạnh nhất thời viễn cổ, nhưng toàn bộ các tộc liên thủ đã đánh bại và giết toàn bộ thôn linh tộc. Lúc này cổ Nguyên đang ngồi ghế đã đứng dậy. Ông kể về tộc trưởng cuối cùng của thôn linh tộc đã bị hồn tộc giết. Từ đó hồn tộc cũng không gây đánh nhau trên đại lục nữa. Tiêu Viêm nghe vậy cho rằng hồn tộc và thôn linh tộc là một. Nhưng cổ Nguyên lắc đầu là không. Khi sách cổ ghi lại lịch sử hồn tộc từng đánh nhau với thôn linh tộc, tộc trưởng thôn linh tộc đã phải hy sinh mới giúp người thôn linh tộc được sống tiếp. Trong cuộc trò chuyện tiếp theo, cổ đạo phát biểu về những gì mình biết. Đấu đế từ thời viễn cổ càng ngày càng ít. Thậm chí một số tộc như thạch tộc, linh tộc càng ngày càng suy yếu là do hồn tộc ra tay. Ông cũng đoán mò hồn tộc có khả năng hấp thu huyết mạch tộc khác như thôn linh tộc. Vì vậy hồn tộc trải qua mấy nghìn năm huyết mạch vẫn bình thường. Cổ Nguyên cho mọi người yên tâm, hồn tộc không có kỹ năng hấp thu toàn bộ mọi người đâu. Vì hồn thiên đế cũng bị Tiêu Huyền đánh trọng thương năm đó, nên người trong đại sảnh đều yên tâm. Cổ Nguyên trình bày hư vô thôn viêm đã xuất hiện, khả năng vết thương của nó đã được hồi phục và vì sao cổ tộc không thể điều tra được hồn tộc. Do hư vô thôn viêm đã ăn cả không gian hồn giới vào trong ngay. Cổ Nguyên cũng chịu về sức mạnh thôn phệ lực của hư vô thôn viêm đã mạnh hơn trước. Ngoài ra một trưởng lão nhận xét hư vô thôn viêm đã ăn tên tộc trưởng của thôn linh tộc nên nó mới có khả năng hút huyết mạch. Cổ Nguyên không từ chối về điều này. Lúc này cổ Nguyên trình bày về hồn tộc đã ra tay với linh tộc, thạch tộc, dược tộc có hai vấn đề. Một là hấp thụ huyết mạch, hai là lấy đà xá cổ đế. Hồn thiên đế đã muốn chơi bài ngửa cuối cùng đột phá đấu đế. Vì vậy Tiêu Viêm xin ý kiến của Nguyên giờ phải làm thế nào. Khi hồn tộc đã có 4 miếng đà xá cổ đế, nếu hồn thiên đế mở ra động phủ đấu đế, hắn sẽ tìm ra cách đột phá đấu đế. Thậm chí Tiêu Viêm còn lấy dẫn chứng 3 tộc còn lại đừng ngồi im nữa, không ra tay phản công sẽ bị diệt tộc. Nên 3 tộc cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc hãy tạo thành một liên quân. Sau một hồi cổ Nguyên suy nghĩ, ông quyết định nghe theo lời Tiêu Viêm nhắn tin cho viêm tộc và lôi tộc đến bàn chuyện. Ở diễn biến tiếp theo, cuộc họp đã kết thúc. Tiêu Viêm đã ở lại cổ tộc một thời gian. Hắn đang tại một ngôi nhà trúc. Huân Nhi đã đưa cho Tiêu Viêm rất nhiều hộp đựng cây cỏ cho hắn đang cần. Thanh niên Tiêu Viêm chưa lấy vội thuốc, mẹ đã dùng tay ôm bụng mỡ của Huân Nhi khen cô ấy xinh gái. Huân Nhi úp mặt vào ngực Tiêu Viêm. Cô ấy dùng tay chỉnh áo Tiêu Viêm, phát hiện trên ngực hắn có một vết sẹo hình bàn tay. Huân Nhi sờ vào có một ít máu. Cô đã chửi mấy thằng hồn tộc. Tiêu Viêm cũng an ủi Huân Nhi chỉ là vết thương nhẹ. Sau đó hắn đã phá nát toàn bộ số hộp đựng thuốc. Tiêu Viêm dặn Huân Nhi bảo vệ hắn một thời gian. Hắn phải hấp thu năng lượng viên thuốc 9 sao còn lại. Tiêu Y đã xuất hiện hóa thành một cái nồi đốt thuốc. Tiêu Y hút hết toàn bộ số thuốc vào trong ngay. Huân Nhi cũng đi ra khỏi phòng ngồi xổm trên bậc cầu thang. Lăng Ảnh đã đi đến chỗ Huân Nhi nói chuyện. Là Huân Nhi nhìn Tiêu Viêm bên ngoài đẹp trai còn bên trong hàng chuẩn thật đấy. Không ngờ Tiêu Viêm có thể đột phá giới hạn lên đấu thánh. Lăng Ảnh kể về mới hơn 10 năm trước Tiêu Viêm còn đi đánh nhau ước hẹn 3 năm với Nạp Lan Linh Nhân. Nhưng sức mạnh của Tiêu Viêm hiện tại khiến ngay cả chủ tịch cổ Nguyên cũng đồng ý cho Huân Nhi được gả đi. Trở lại với Tiêu Viêm đã luyện chế ra được 3 viên thuốc. Hắn ăn cả 3 viên thuốc và ngồi hấp thu viên thuốc 9 sao huyền đan. Trải qua 10 ngày sau, Tiêu Viêm được dị hỏa bọc thành một cái nồi đốt thuốc. Từ trong nồi thuốc có một con rồng nhập vào người Tiêu Viêm.
Tiêu Viêm đã đột phá lên đấu thánh 6 sao trung kỳ. Huân Nhi đã chạy vào chúc mừng Tiêu Viêm lên cấp. Huân Nhi chuyển lời Tiêu Viêm mau đi họp với Viêm tộc và Lôi tộc. Lúc này Tiêu Viêm và Huân Nhi đi đến phòng họp. Hắn nhìn thấy tộc trưởng Viêm Tấn đấu thánh 8 sao của Viêm tộc đang ngồi bên trái. Huân Nhi nói nhỏ với Tiêu Viêm. Viêm Tấn nhìn 40 tuổi nhưng sống phải hàng nghìn năm rồi. Trình độ điều khiển lửa cực kỳ cao. Trong cơ thể Viêm Tấn có hai dị hỏa. Dị hỏa thứ 17 Hỏa Sơn Thạch Diễm và dị hỏa thứ 7 Cửu U Kim Tổ Hỏa. Tiêu Viêm không ngờ Viêm Tấn cũng dung hợp được hai dị hỏa. Huân Nhi giải thích, hai dị hỏa của Viêm Tấn dung hợp yếu hơn dị hỏa Tinh Liên Yêu Hỏa của Tiêu Viêm, nhưng đủ sức mạnh đánh lại Kim Đế Phần Thiên Viêm của Huân Nhi. Tuy nhiên Viêm Tấn lại không có công pháp phần quyết như Tiêu Viêm, mà ông ấy dựa vào sức mạnh của mình dung hợp dị hỏa. Huân Nhi giới thiệu tộc trưởng Lôi tộc tên là Lôi Doanh đang ngồi bên phải. Lôi Doanh cũng là đấu thánh 8 sao mạnh nhất của Lôi tộc. Huân Nhi kể về Lôi Doanh có tính máu chiến. Năm đó hắn từng khiêu chiến với Tiêu Huyền. Kết quả Tiêu Huyền đánh cho Lôi Doanh lên bờ xuống ruộng chạy về quầy me. Hai người Tiêu Viêm và Huân Nhi đang trốn một góc tan phét. Cô Hoa chạy vào xin Huân Nhi đi giúp hắn đánh người. Là đám người Lôi tộc đã đánh nhau với Hắc Yên Quân. Kết quả Hắc Yên Quân cổ tộc đã bị vả sấp mặt và bị người Lôi tộc lấy một số đồ vật. Anh em Hắc Yên Quân nhờ hắn và cổ hình cổ yêu đánh người Lôi tộc. Thế nào anh em Lôi tộc cũng đi gọi người đến, làm cho ba người cổ hoa, cổ hình, cổ yêu đã bị đánh thua. Huân Nhi cho cổ hoa biết, mọi người về đi đừng đánh nhau nữa. Cha cổ nguyên và đôi danh đều nhìn ra hai bên đánh lộn, nhưng họ thấy trẻ con đánh nhau cứ để vậy thôi. Tuy nhiên cổ hoa vẫn xin Huân Nhi ra tay đánh tên lôi động của Lôi tộc cái. Thì Huân Nhi để cho Thanh Dương top 1 đại đô thống ra tay. Cổ hoa cho biết Thanh Dương cũng bị lôi động vả sấp mặt. Huân Nhi không ngờ lôi động thiên tài của lôi tộc lại mạnh như thế. Khi lôi động từng ở trong ma lôi trì lôi giới 5 năm tu luyện. Vì vậy mà lôi động chính là người kế thừa trước tộc trưởng đời tiếp theo. Huân Nhi còn kể về chuyện lôi động từng đến cổ tộc cầu hôn cô. Các trưởng lão đều đồng ý. Tuy nhiên đang có rất nhiều sự cố nên chưa có đính hôn. Tiêu Viêm nghe vậy là mày xác định rồi lôi động. Lúc này cổ hoa thấy Huân Nhi không ra tay đánh lôi động. Hắn chuyển sang thằng rể Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ra tay giúp họ đánh lôi động đi. Anh em Hắc Yên Quân lại ủng hộ việc Tiêu Viêm cưới Huân Nhi luôn. Hôm Tiêu Viêm cưới Huân Nhi, anh em cổ tàu sẽ rượu chè bé bét tè lè nhè với Tiêu Viêm luôn. Tiêu Viêm quyết định nhanh lên. Khi Thanh Dương đang câu kéo bọn lôi tộc ở lại bãi đánh nhau, do đó Tiêu Viêm ok với cổ hoa đi luôn. Hiện tại trên quảng trường, hai bên quân đội Hắc Yên Quân cổ tộc và quân đội lôi tộc đang đứng hai bên. Lôi Vân đã khinh thường đám người Hắc Yên Quân tưởng mạnh thế nào. Cổ hình muốn ra tay vả nhau với Lôi Vân. Lôi Vân đã đấu võ mồm với cổ hình. Cô Thanh Dương bị lôi động vả sấp mặt kia. Lôi tộc mạnh hơn cả cổ tộc rồi. Lôi động đã xin lỗi với cổ Thanh Dương. Một tên thông linh Hắc Yên Quân đã cho biết Huân Nhi mới là người mạnh nhất cổ tộc. Vì vậy Lôi Động hiểu rằng cổ hoa vừa chạy đi gọi Huân Nhi đúng không? Nên Lôi Vân kể về quá khứ Lôi Động và Huân Nhi gần cưới nhau. Hình như hôm nay tàu trưởng Lôi Doanh cũng bàn chuyện cưới xin với cổ Nguyên. Lúc này đám người Viêm tộc gồm có Hỏa Huyễn và Hỏa Chí hai người khác đang đứng trên bầu trời xem cổ tộc và lôi tộc. Hỏa Chí nhận xét Lôi Động rất mạnh, khả năng hắn sẽ trở thành tộc trưởng lôi tộc. Nhưng Hỏa Huyễn nhận định thanh niên Tiêu Viêm đến rồi, lôi tộc chuẩn bị ăn vả. Hỏa Chí nghe vậy nghe đồn Tiêu Viêm giết được cả điện chủ hồn diệt sinh là thật hay giả. Hỏa Huyễn nhận xét tin tức Tiêu Viêm giết hồn diệt sinh là thật. Khi tàu trưởng dặn hắn làm quen với Tiêu Viêm nhiều vào. Trở lại với đám người cổ tộc, một thông linh chỉ vào mặt Lôi Vân đang muốn vả vỡ mồm Lôi Vân đang nói lắm mồm quá. Tất nhiên Lôi Vân mặt vẫn cưng cưng đến mà vả. Đúng lúc này ba người cổ hoa, Huân Nhi, Tiêu Viêm xuất hiện. Lôi Vân khen Huân Nhi đẹp gái cưới Lôi Động là ổn nhất. Thì Lôi Động ngăn cản Lôi Vân đừng nói nữa. Hắn nhìn Tiêu Viêm chào người Tiêu tộc. Lôi Vân giật mình Tiêu Viêm giết được điện chủ hồn diệt sinh, làm cho đám người Lôi tộc nhận xét Tiêu Viêm ghê vờ lời anh em. Lúc này Tiêu Viêm đã đi lên xin góp vui đánh nhau ở đây. Tuy nhiên Lôi Vân dọa Tiêu Viêm muốn bị ăn đánh à. Nhưng hắn vẫn khôn nói Tiêu Viêm không phải là người cổ tộc. Cô Thanh Dương cho biết Tiêu Viêm và Huân Nhi đã gần kết hôn rồi. Tiêu Viêm chính là người cổ tộc. Do đó Lôi Động chấp nhận cho Tiêu Viêm đánh nhau. Trở lại với cổ Thanh Dương nhìn vào điện xung quanh người Lôi Động là Hắc Ma Lôi Yêu. Họ không hiểu rõ Tiêu Viêm đánh được không. Lúc này Tiêu Viêm phí đến hơn 10 người Lôi tộc. Hắn đề nghị 10 người ra tay luôn đi.
chứ Tiêu Viêm hắn đang có nhiều việc. Cảm ơn anh em đã xem hết video.